Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tin Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ nhất thì vẫn liên quan tới tình hình tại Trung Đông. Quý vị, trong suốt cả hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến được những biến động tại Trung Đông. Và những biến động này đều đến từ một quốc gia, đó là Iran. Tất cả những cuộc gọi là quậy phá, khủng bố, tấn công đều xuất phát từ những nhóm vệ tinh của Iran, trong đó gồm có Hezbollah, Hamas và kể cả nhóm Hồi giáo Houthi, chưa kể là nhóm Islamist Jihad, đó là những cái nhóm Hồi giáo mà chính quyền Iran đã tài trợ cho những nhóm này và hoạt động khủng bố tấn công vào vị trí của Hoa Kỳ cũng như là vị trí của Do Thái. Đây là một trong những cái mà chúng ta đã chứng kiến trong suốt thời gian vừa qua. Và câu hỏi đặt ra là tại sao dưới thời của ông Trump thì các nhóm Hồi giáo này không quậy nổi, tức là họ không có mở những cái chiến dịch tấn công bậy bạ như vậy. Và tới thời của Joe Biden thì dường như là nó lên cao điểm vô cùng. Quý vị, câu trả lời đã tạm thời được giải đáp bởi một chuyên gia nằm ở trong cái từng nằm trong cái cơ quan chống khủng bố của Bộ Tài chính. Và ông cáo buộc rằng chính Biden là kẻ đã tiếp tục bơm hơi cho cái vấn đề này, bởi vì chính ông ta đã bơm tiền một cách gián tiếp cho chính quyền của Iran, và Iran đã sử dụng cái số tiền này để mà hỗ trợ cho các vệ tinh của họ và bắt đầu xây dựng thế lực cũng như là tạo ra thế lực ở tại Trung Đông, và dẫn tới cục diện ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến được sự bất ổn tại Trung Đông. Ok quý vị, trước khi mà đi vào phần phân tích xem tại sao nói như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc qua cái bài phân tích của chuyên gia này được phát ở trên đài truyền hình Fox News. Quý vị, chính quyền Biden đã giảm đi tất cả những cái lệnh trừng phạt cấm vận và giúp cho Iran có được hàng tỷ Mỹ kim để tiếp tục nỗ lực trong các cái cuộc xung đột. Đó là lời phát biểu của chuyên gia đưa ra. Trong đó thì chính quyền của Joe Biden đã cho phép hàng tỷ Mỹ kim được giải ngân sau khi mà ông ta giảm bớt những cái lệnh cấm vận dẫn tới quyền lợi của Iran, và trong đó trị giá hàng tỷ Mỹ kim, và cho phép chính quyền của Iran vẫn tiếp tục sử dụng cái nguồn tiền này để mà thực hiện các cái công xưởng chế tạo drone cung cấp cho tất cả các vệ tinh của họ. Một chuyên gia đã nói với đài truyền hình Fox News, những gì xảy ra chúng ta là cuối cùng là do vấn đề mà gọi là giải ngân tiền bạc này khiến nó đi vào một cái quỹ chung, và trong đó được sử dụng trong rất nhiều những đường hướng khác nhau. Jonathan Snatcher được xem là viên chức cao cấp của phó tổng thống trong cái viện nghiên cứu gọi là Foundation for Defense Democracy, gọi tắt là FDD, đã lên tiếng giải thích. Nếu quý vị giải ngân tất cả những cái lệnh cấm vận và ngân quỹ ở trong một cái ngân sách chung, và họ đã dùng cái này để mà tạo quyền lợi cho cái lực lượng gọi là IRGC, tức là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bởi vì lực lượng này là vẫn có cái ngân sách đó. Ông Sanger đã lên tiếng cho biết như trên và chỉ ra thấy chính quyền của Joe Biden đã giảm đi tất cả những cái lệnh cấm vận và gần như là đã trực tiếp tạo quyền lợi cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC. Và tôi có thể giải thích bằng đường hướng này, không thể nào mà đơn phương làm có quyền lợi với chế độ này và đơn phương có được cái mục tiêu nếu như mà cái ngân quỹ này vẫn tiếp tục được hoạt động. Ông đã cho biết như trên, và ông vốn là cựu phân tích gia tài chánh khủng bố của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, và ông nói rằng ngay lúc đó thì bài giải thích của ông thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao chính quyền Joe Biden đã bác bỏ và cho rằng Joe Biden không hề giải tỏa bất cứ một lệnh cấm vận nào cho Iran và chúng tôi gia tăng áp lực. Đây là lời phát biểu của nhân viên của Joe Biden trong Bộ Ngoại giao đưa ra. Tuy nhiên thì cái bản báo cáo của đài truyền hình Fox News và phân tích cho thấy là cộng lại với cái sự hỗ trợ và nghiên cứu của FDD thì ít nhất là Iran đã nhận từ 16 cho tới 20 tỷ Mỹ kim trong việc mà giải tỏa bớt những cái lệnh cấm vận trừng phạt, và trong đó hàng tỷ Mỹ kim đã băng ngang qua cái chương trình gọi là bán dầu khí của Iran mà Hoa Kỳ đã cấm vận, và gần như là nó đã giúp cho chính quyền Iran có thêm nguồn tài trợ, và trong đó bao gồm 10 tỷ Mỹ kim để mà cho Iran có thể thu tiền điện từ phía của Iraq
và 6 tỷ Mỹ Kim đã được đồng ý bởi cái phía Hàn Quốc để chuyển vấn ở cái số tiền này để đổi lại việc trả tự do cho 5 công dân Hoa Kỳ và 3.8 tỷ Mỹ Kim trong việc mà cho phép Iran đã được bán các cái dầu khí của họ trong lúc mà ông Trump đã ban lệnh cấm vận điều này. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã bị phản ứng mạnh sau khi mà họ bắt đầu giảm đi lệnh cấm vận, trong đó được tái lập kể từ thời của ông Trump khi mà ông đưa ra cái lệnh cấm vận đối với Iran từ năm 2018. Và một số chuyên gia ước lượng rằng là cái số tiền trị giá này là trên 10 tỷ Mỹ Kim cho Iran. Và việc mà gọi là giảm bớt những cái lệnh trừng phạt này cho phép Iran đã chuyển số tiền này và Iraq từ Iraq cho Iran, và cuối cùng thì được xem đây là một cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ và tiếp tục sử dụng cái nguồn điện nhập cản từ phía của Iran và nói rằng họ cần phải làm điều này và không có số tiền nào được sử dụng và số tiền này đi vào Iran. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại và Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby đã nói với các thông tấn viên và cho rằng số tiền này dùng để hỗ trợ nhân đạo cho chính quyền của Iran. Thì quý vị, đây là một trong những lời giải thích từ phía của nhân viên của Joe Biden. Tuy nhiên, theo bản phân tích của FDD, tức là cái cơ quan mà giải thích về cái ngân sách quốc phòng dành cho các nền dân chủ, tức là một cái tổ chức chuyên phân tích về tất cả các dữ liệu, cùng với đài truyền hình Fox News cho thấy ít nhất là từ 16 tỷ cho tới 20 tỷ Mỹ Kim mà chính quyền của Iran đã nhận được từ cái chính quyền của Joe Biden một cách gián tiếp. Thì 20 tỷ này họ cộng là tương đối thôi. Thứ nhất là quý vị còn nhớ câu chuyện 6 tỷ Mỹ Kim giải ngân từ một cái ngân hàng của Nam Hàn. Số tiền này đã được chuyển qua Qatar nhưng đã bị chặn lại sau khi có áp lực mạnh mẽ của các dân cử Hoa Kỳ. Khi mà Joe Biden nói rằng dùng số tiền 6 tỷ này hỗ trợ nhân đạo cho người dân của Iran. Lúc mà xảy ra cái cuộc biểu tình trên toàn quốc Iran về cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi gốc người Kurd, bị chết trong đồn cảnh sát chỉ vì vi phạm cái tiêu chuẩn ăn mặc đạo đức của Iran. Thì quý vị, Joe Biden đã cho giải ngân 6 tỷ Mỹ Kim này. Và kết quả thì số tiền này hiện nay vẫn còn kẹt ở Qatar. Chưa chuyển tới cho phía của Iran. Quý vị, tuy nhiên, số tiền khác thì Iran đã nhận được. Thứ nhất là số tiền 3.8 tỷ Mỹ Kim. 3.8 tỷ Mỹ Kim này là cái tiền mà Joe Biden cho phép Iran được bán dầu khí ra bên ngoài từ năm 2022. Sau khi mà tình trạng Nga tấn công vào Iran, gây ra tình trạng dầu thiếu dầu trên thế giới và giá năng lượng lên cao ngất trời, thì chính Joe Biden đã cho phép chuyển ngân. Cả Iran được phép sử dụng cái hệ thống chuyển ngân của quốc tế để mà chuyển dầu khí và thu tiền là 3.8 tỷ Mỹ Kim. Còn 6 tỷ Mỹ Kim mà tôi nói ở Nam Hàn là để đổi lại trao trả tự do cho 5 con tin Hoa Kỳ. Trong khi đó chúng ta bị lỗ. Quý vị còn nhớ thời điểm đó là chúng ta cũng trả tự do cho 5 tù nhân của Iran, đổi lại 5 con tin của Hoa Kỳ, nhưng lại đính kèm thêm 6 tỷ Mỹ Kim giải ngân này. Là quý vị, đó là con cái số mà chúng ta biết được chính thức. Và vừa rồi thì chính Joe Biden đã đồng ý cho Iraq được trả cho Iran 10 tỷ Mỹ Kim tiền điện. Tức là từ xưa tới nay Iraq vẫn nhập cản điện từ Iran. Và bây giờ thì họ trả tiền điện và chính Joe Biden đã giải ngân và cho phép là chính quyền Iraq được trả cái số tiền điện lên tới 10 tỷ Mỹ Kim. Tức là chúng ta cộng sơ sơ là 20 tỷ Mỹ Kim. Và chính nhờ cái số tiền này mà tất cả những vệ tinh của Iran đã có được cái tài chánh hoạt động. Bởi vì giống như ông chuyên gia này nói, tất cả đó đều vào một cái general budget, một cái general fund, tức là một cái ngân sách tổng quát và một cái quỹ tổng quát, và nó được phân phối theo nhiều dạng khác nhau. Trong đó đâu phải là họ sử dụng cái đó chỉ thuần túy cho hỗ trợ người dân đâu. Họ dùng số tiền đó tài trợ cho tất cả những nhóm khủng bố ở tại Trung Đông. Và quý vị thấy, kết quả là trong mấy năm qua, chúng ta đang chứng kiến được một Trung Đông đang bùng nổ của chủ nghĩa khủng bố. Từ cái chuyện như là Hamas có tiền tấn công vào lãnh thổ của Do Thái, khiến 1.200 người bị thiệt mạng, trên 250 người đã bị bắt giữ, dẫn tới cuộc chiến mà Do Thái tấn công vào dải Gaza. Nhóm Hồi giáo Hezbollah vẫn có tiền mỗi một ngày mở cuộc giao tranh phía Bắc của Do Thái và phía Nam của Lebanon. Và nhóm Hồi giáo Houthi ở tại vùng biển Hồng Hải có đủ vũ khí để mỗi ngày vẫn bắn hỏa tiễn và drone vào các chiếc tàu di chuyển trên vùng biển Hồng Hải. Tiền đó họ nhận từ đâu? Họ nhận từ Iran.
Tức là Iran đã có tiền sản xuất vũ khí cung cấp cho những nhóm này. Cho tới giờ phút này, Iran vẫn cung cấp vũ khí. Chưa hết. Và quý vị, trên cái chiến trường của Ukraine, chúng ta đã phát hiện được rất nhiều những hỏa tiễn của Iran chế tạo và những cái drone của Iran chế tạo. Và Iran đã có tiền để mở công xưởng chế tạo drone ngay tại trên lãnh thổ của Nga để giúp cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Tất cả tiền này đến từ cái chính sách gọi là giải ngân của Joe Biden. Joe Biden vì muốn gỡ mặt mũi và thể diện cho Obama. Tại vì chính ông Trump là người đã hủy bỏ cái hiệp ước JCPOA với Iran năm 2018. Và không những vậy, ông còn áp đặt lệnh cấm vận gay gắt nhất đối với Iran. Không cho phép Iran được xuất cảng dầu hỏa, không cho phép sử dụng bất kỳ một cái nguồn tài chánh nào trao đổi giao dịch với Iran. Và quý vị, nhờ cái lệnh đó mà Iran bị cạn tiền, không còn đủ sức để quậy quọ. Nhưng tới thời Joe Biden đều nhân danh là giúp cho nhân đạo cho người dân Iran. Và kết quả quý vị, chúng ta đã chứng kiến được trong mấy năm qua, các nhóm khủng bố này quậy tưng bừng và bây giờ đang manh nha sẽ bùng nổ cuộc chiến mới. Giữa lúc mà phía Do Thái đã nhiều lần báo động là việc làm giàu chất uranium của Iran đã tới mức có thể chế tạo bom nguyên tử, nhưng chính quyền của Joe Biden vẫn bỏ mặt bởi vì ông ta đang muốn quay trở lại cái hiệp ước JCPOA, một cái được xem là ID của Obama khi rời khỏi nhiệm kỳ. Ai cũng biết trong 8 năm Obama là tổng thống thất bại nhất, không kéo nổi nền kinh tế Hoa Kỳ. Và ông ta chỉ sống dựa vào những cái ID mà ông ta cho là thành công, trong đó là cái hiệp ước JCPOA ký kết giữa Iran và 6 quốc gia cường quốc của thế giới. Và thứ hai là cái hiệp ước về khí hậu toàn cầu Paris. Đây là những cái ID, tức là những cái di sản của Joe Biden, của Obama trong cái chính sách đối ngoại của ông ta. Và kết quả thì quý vị, kết quả thì chúng ta thấy rõ ràng là những hành động này đã dẫn tới việc Iran đã có cái nguồn bơm tài trợ về tài chính. Số tiền mà chúng ta biết trước mắt là khoảng 20 tỷ, nhưng mà số tiền đằng sau lưng hậu trường thì chúng ta không biết. Do đó quý vị, dưới thời Joe Biden dường như là Iran đã xây dựng được thế lực. Không những là họ có thêm tiền bạc, mà thứ hai là chính Joe Biden đã đẩy phía của đồng minh Hoa Kỳ về tay của Trung Quốc. Khi mà cái hôm mà Tập Cận Bình nhận được cái nhiệm kỳ thứ 3 ở tại Bắc Kinh, thì ngày hôm đó cũng là ngày mà chính thức Saudi Arabia đã nối kết bang giao lại với Iran sau 7 năm đóng cửa với Iran. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden không những làm cho Iran trở nên mạnh mẽ hơn, mà chính Joe Biden còn tiếp hơi cho Iran có thể không bị cô lập. Và chính điều này nó dẫn tới cái họa ngày hôm nay. Cả Nga, cả những nhóm Hồi giáo ở tại Trung Đông liên tục tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ và kể của Do Thái. Và Nga vẫn được bơm thêm cái phần vũ khí về drone tấn công Ukraine. Đặc biệt là quý vị, dưới thời của ông Trump, không một vị trí Hoa Kỳ nào bị tấn công, kể cả chiến trường Afghanistan. Không có một vị trí nào hết, mà ngược lại, ông Trump còn hạ lệnh sát hại luôn tên tướng Qasem Soleimani, tên tướng của Iran khi mà đáp xuống Baghdad. Iran cũng không dám trả đũa. Tuyên bố thì mạnh lắm, nhưng mà không dám trả đũa. Trong khi dưới thời của Joe Biden thì chuyện gì xảy ra quý vị? Các căn cứ Hoa Kỳ tại Iraq và Syria bị tấn công trên 100 lần. Và cái lần thảm khốc nhất là họ tấn công qua luôn cả cái trại đóng quân của Hoa Kỳ ở tại Jordan, khiến cho 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Và tới giờ phút này, quý vị, Joe Biden vẫn phản ứng theo kiểu cầm chân. Tức là chúng ta đã thấy rõ ràng những nhóm Hồi giáo này cần phải được tiêu diệt. Nhưng mà Joe Biden không muốn. Ông ta chỉ hoạt động cầm chừng thôi. Nhóm Hồi giáo Houthi dội hỏa tiễn và drone trên vùng biển Hồng Hải. Ông ta chỉ tấn công cầm chừng. Tấn công phá hủy một số những cái bệ phóng ở trên Yemen thôi. Ông ta không mở chiến dịch tấn công trực tiếp vào nhóm Hồi giáo Houthi. Và những nhóm Hồi giáo được xem là hoạt động ở Syria và ở Iraq, thì ông ta cũng tấn công gọi là chiếu lệ. Tấn công chiếu lệ, không dám một lần thẳng tay trừng trị những cái tên khủng bố nguy hiểm này. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden vẫn đang tìm cách mở cánh cửa lại với Iran. Mở cánh cửa lại với Iran để giúp cho cái gọi là gỡ lại cái mặt mũi cho Obama. Ngay cả vừa rồi quý vị,
khi mà phía Iran bất ngờ tấn công 350 cái drone và hỏa tiễn vào Do Thái. Đáng lý thì phải để cho Do Thái tấn công lại Iran. Nhưng mà ông ta đã dùng hết tất cả quyền lực của mình cản trở điều này. Cản trở điều này đổi lại là để cho phép ông Netanyahu được tấn công vào Rafah. Và bây giờ thì ông ta lại tuyên bố rằng sẽ không đồng ý cho phía Do Thái tấn công vào Rafah mà không có một cái hành lang nhân đạo. Có nghĩa là Joe Biden vẫn chơi một cái game rất nguy hiểm. Ông ta chơi với lại kẻ thù một cách gọi là bơm tiền cho kẻ thù. Bơm tiền cho kẻ thù. Và quý vị, chính sách này của Joe Biden dẫn tới cái hậu quả gì? Chính sách này của Joe Biden dẫn tới hậu quả những kẻ thù của Hoa Kỳ dần dần xích lại gần nhau. Từ Iran, Bắc Hàn, Nga cho tới Trung Quốc. Bây giờ họ đang xích lại gần nhau. Và họ tạo ra một thế lực gọi là uy hiếp tới Hoa Kỳ và các đồng minh trên thế giới. Bây giờ cả Âu Châu bị uy hiếp bởi phía của Nga. Rồi cả Trung Đông bị uy hiếp bởi Iran và các vệ tinh của họ. Gồm có Hezbollah, rồi Hamas, rồi nhóm Hồi giáo Houthi. Rồi ở tại Á Châu thì bây giờ các đồng minh của Hoa Kỳ liên tục bị đe dọa bởi Trung Quốc và Bắc Hàn. Từ Nhật Bản xuống tới Nam Hàn liên tục phải đối phó với cái sự khiêu khích đầy hiếu chiến của Kim Jong-un. Từ Đài Loan cho tới Biển Đông thì Trung Quốc tiếp tục ra tay uy hiếp tất cả những quốc gia này. Và trong đó có Đài Loan tới Philippines. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ ràng cái chính sách của Joe Biden đang khiến cho bất ổn ở khắp nơi. Và những kẻ thù của Hoa Kỳ có cơ hội để mà quậy phá ở nhiều khu vực. Chưa kể là tới phần của khu vực Phi Châu. Từ ngày Joe Biden lên, 8 cuộc đảo chánh xảy ra. Và bây giờ trước mắt là hai quốc gia đuổi cổ quân đội Hoa Kỳ ra. Đó là Niger và Chad. Là hai quốc gia đã yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi lãnh thổ của họ. Rút khỏi lãnh thổ của họ. Và kết quả, Trung Mỹ và Nam Mỹ rơi vào tay điều khiển của Trung Quốc. Từ Honduras, Guatemala, thậm chí là bây giờ cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở ngay phía nam là Mexico, để bắt đầu associate rất nhiều với lại Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, Joe Biden đã làm suy yếu cái tư thế của Hoa Kỳ và đồng minh để cho Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn quậy tới bến và có những cái hiện tượng cho thấy rằng là họ đang có những cái hợp tác chặt chẽ về mặt quân sự và quốc phòng. Đe dọa tới cái nền tảng lãnh đạo của Hoa Kỳ và khối Tây phương trên thế giới. Quý vị, đây là cái cách gọi là lãnh đạo của Joe Biden. Do đó tôi nói, cái việc Joe Biden đã đưa ra những cái chính sách chạy theo cái gọi là môi trường, chạy theo cái gọi là công lý xã hội đã dẫn tới hậu quả này. Nó không còn một cái tính chất gọi là trấn áp nghiêm minh. Nó không còn cái tính chất xem Hoa Kỳ là một quốc gia mà họ có thể có quyền lợi. Mà bây giờ nó quay sang coi Hoa Kỳ giống như một kẻ thù. Họ coi Hoa Kỳ giống như một kẻ thù dưới triều đại của Joe Biden. Trong khi đó quý vị, dưới triều đại của ông Trump, ông dùng những chính sách cứng rắn nhất trong chính sách đối ngoại, kể cả đồng minh, ông cũng sát sà bông luôn. Nhưng ngược lại, ông không tạo nhiều kẻ thù. Ông không tạo nhiều kẻ thù, ngay cả Bắc Hàn cũng ít nhất là 3 lần gặp ông rồi. Ông Kim Jong-un 3 lần gặp ông rồi và cũng không quậy một cái điều gì hết. Và Putin chỉ gặp ông Trump một lần duy nhất ở tại Helsinki ở Phần Lan năm 2018. Và kể từ đó cho tới khi ông Trump rời khỏi nhiệm kỳ, Putin cũng không hề quậy quọ. Mặc dù ông Trump áp dụng những chính sách rất cứng rắn. Và ông, quý vị nhớ còn cái ngày đầu tiên ông lên làm tổng thống, ông ra lệnh cấm cửa 7 quốc gia Hồi giáo không được nhập cảnh Hoa Kỳ. Ông sát sao ông hết mấy quốc gia Hồi giáo luôn. Và thứ hai là ông đi một cái bước mạnh luôn, ra mặt ủng hộ cho Do Thái. Rút hết tất cả ngân sách dành cho người tị nạn Palestine. Nhưng mà quý vị, cái chính sách cứng rắn thẳng thắn của ông Trump đã đạt được kết quả. Đã đạt được kết quả. Ít nhất trong những năm tháng ông Trump cầm quyền, hoàn toàn không có cuộc chiến nào xảy ra. Không có một binh sĩ nào của Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Không có một tổ chức khủng bố nào có thể quậy bọ. Và không có một quốc gia nào đe dọa tới các đồng minh của Hoa Kỳ, từ Nga cho tới Bắc Hàn. Ông xem Trung Quốc là một đối thủ
ổng mở cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc. Trung Quốc cũng không dám làm gì ổng, thậm chí là nhiều lần đàm phán, kết quả chính Trung Quốc phải ngồi xuống ký cái thỏa thuận với ổng. Mặc dù sau này Trung Quốc đã xù cái thỏa thuận đó dưới thời của Joe Biden, nhưng ít nhất ông Trump ép được Trung Quốc. Ép được Trung Quốc những điều này. Trong khi dưới thời của Joe Biden thì quý vị thấy là Trung Quốc liên tục uy hiếp tới Philippines, rồi đe dọa tới Đài Loan, khiêu khích ở Senkaku. Đồng thời Trung Quốc bắt đầu ra mặt hợp tác với Nga. Hợp tác với Nga, giúp Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Rồi quý vị, Nga cũng đâu có từ họ. Joe Biden lên là 2022, Nga tấn công Ukraine ngay lập tức. Rồi cái tình hình của Trung Đông bây giờ bùng nổ ra. Quý vị thấy là cái chính sách công lý và gì? Công lý xã hội và môi trường của Joe Biden đã dẫn tới một cái hậu quả trầm trọng, thế giới bất ổn khắp nơi. Và chính chuyên gia chống khủng bố trong Bộ Tài chính này, cựu chuyên gia này, lên tiếng nói rằng chính Joe Biden đã khơi mào cho Iran và châm tiền cho Iran để thực hiện các cái hoạt động bất ổn trên toàn cầu. Và cái điều mà ngày hôm qua tôi có nói với quý vị là quy trách nhiệm nặng nề nhất là chính Joe Biden đã khiến cho Nga xâm lăng Ukraine. Bởi vì cái cuộc rút quân đầy hỗn loạn ở Afghanistan đã cho Nga nhìn thấy được cái sự suy yếu dưới chính quyền của Joe Biden. Do đó, Nga mới liều lĩnh tấn công Ukraine vào năm 2022. Quý vị nhớ, có vài tháng thôi. Tháng 8 năm 2021, Joe Biden đã rút quân một cách hỗn loạn, khiến cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng tại Kabul. Thì tới tháng 2 năm 2022, là Putin ra lệnh tấn công toàn diện với lại phía của Ukraine trong vòng của 6 tháng thôi. Là rõ ràng, chính Joe Biden đã bộc lộ cái sự suy yếu cho Nga nhìn thấy. Và rồi thì quý vị, lúc nào cũng níu kéo cái hiệp ước JCPOA ký với Iran. Lúc nào cũng níu kéo và tìm đủ một cách thỏa hiệp và thỏa mãn cho Iran. Để rồi Iran được nước làm tới. Không những là họ châm tiền cho tất cả những tổ chức khủng bố, mà chính họ cũng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của Do Thái luôn. Lần đầu tiên chưa bao giờ có. Lần đầu tiên kể từ khi mà có cái cuộc đảo chánh tại Iran năm 1979. Cho tới giờ phút này, chưa bao giờ có tình trạng mà Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Do Thái hết. Nó xảy ra ngay trong cái watch của Biden, tức là ngay trong cái giai đoạn Biden cầm quyền. Rõ ràng chính những cái hành động và chính sách của Joe Biden đã dẫn tới một cái hậu quả là thế giới bất ổn. Và ngay trên nội địa Hoa Kỳ, cũng cái chính sách kiểu này, nó dẫn tới tình trạng bất ổn ở khắp Hoa Kỳ. Từ di dân bất hợp pháp tràn ngập trong các cộng đồng, cho tới những cái cuộc biểu tình của những kẻ bài Do Thái ở lan rộng khắp nơi ở trong các trường đại học. Cũng là cái chính sách này của Joe Biden. Và cuối cùng quý vị, những chính sách này mang lại cái hậu quả gì? Chúng ta đang đối diện với mức lạm phát cao nhất năm 2022 và bây giờ đang có nguy cơ lạm phát bùng nổ trở lại. Giá dầu cao nhất ở thời điểm đó thì bây giờ đang có nguy cơ bùng nổ trở lại, tức là sẽ tăng cao hơn. Tất cả chi phí đều cao hết, tội ác cũng cao, di dân bất hợp pháp xâm nhập cũng cao, rồi tình trạng chi phí của người dân cũng cao. Đây là cái hậu quả của một cái chính sách mà ông ta gọi là chính sách công lý xã hội và môi trường. Và cuối cùng có giảm được cái khí nóng toàn cầu không quý vị? Trong mấy năm ông ta cầm quyền áp dụng hết chính sách này tới chính sách khác, thì quý vị, tất cả same shit. Tất cả đều tương tự như vậy. Và bây giờ cả Á Châu đang nóng bức nè. Cả Á Châu đang bị cái luồng khí nóng nó tạt qua nè. Nó có thay đổi gì không? No. Khí hậu toàn cầu hoàn toàn không có một cái thay đổi cải thiện nào hết. Bởi vì chỉ có Hoa Kỳ đứng ra thôi. Những quốc gia khác đâu có quốc gia nào quan tâm nó. Từ Trung Quốc cho tới Ấn Độ, họ đâu có quan tâm tới. Họ đâu có quan tâm tới vấn đề khí hậu toàn cầu. Họ vẫn tiếp tục gây ô nhiễm. Thì chỗ này mà nghiêm khắc thì chỗ khác nó bùng ra thì cũng vậy thôi. Tức là không có một cái sự cải thiện nào hết. Và ba cái chuyện mà nói là khí hậu này cãi nhau qua lại trong mấy cái COP, tức là mấy cái hội, cái ngày mà họp về khí hậu đó quý vị, cũng chả làm được cái gì hết. Cũng là những lời tuyên bố suông thôi. Không một quốc gia nào làm cả. Nó thất bại từ trong ra tới ngoài.
Và chính điều này nó làm cho thế giới bất ổn và nó làm cho các cuộc xung đột có nguy cơ bùng nổ lớn hơn. Quý vị, bản chất cuối cùng lỗi là do Biden. Và chính ông ta đã làm cho cả thế giới tưng bừng hết. Và bây giờ ông ta đi giải quyết bằng cách nào? Ông ta chỉ châm dầu vào lửa thôi. Ông ta lợi dụng những cái này để lật đổ những chính quyền bảo thủ và tạo ra một cái xã hội bất ổn ở quốc gia khác thôi. Đây chính là cái mà tôi nói với quý vị là dưới thời đại của Joe Biden, tất cả mọi thứ đều đảo lộn, nhất là xã hội Hoa Kỳ. Xã hội Hoa Kỳ xưa nay được xem là nghiêm minh, luật pháp rất rõ ràng và các cái hoạt động thương mại rất là được ủng hộ. Nhưng mà Joe Biden làm gì? Joe Biden đã phá hết tất cả những điều này, áp dụng chính sách môi trường để gây khó khăn cho những công ty của Hoa Kỳ. Rồi sử dụng bộ tư pháp để mà tấn công đối thủ chính trị, kể cả vấn đề thương mại. Và kết quả quý vị, nước Mỹ rơi vào bất ổn. Quý vị thấy bây giờ là tất cả các cộng đồng đều không được an toàn. Từ ở New York qua tới California, thậm chí là những cái tiểu bang an bình nhất cũng xảy ra mức độ tội ác cao do những tên di dân bất hợp pháp mang lại. Rồi quý vị, người dân bây giờ không nói người chủng tộc nào, đặc biệt là người da đen thôi, bây giờ đang nỗ lực tìm đủ mọi cách để tránh cho căn nhà của họ không bị kéo đi bởi ngân hàng. Bởi vì họ đã trễ nải tiền nhà mấy tháng rồi, thậm chí cả năm rồi. Bởi vì họ kiếm không ra tiền và giá cả chi phí quá cao. Đây là cái hậu quả chính sách của Joe Biden. Và ông ta làm cái gì? Bây giờ ông ta đi ân xá tiền nợ cho sinh viên. Ông ta thúc đẩy những cái chính sách cực tả siết cổ các công ty Hoa Kỳ để thỏa mãn cho một thiểu số chạy theo môi trường. Kết quả quý vị, dân Mỹ gần như là ngộp thở dưới thời của Joe Biden. Dân Mỹ gần như là khó khăn dưới thời của Joe Biden. Thì đừng nói tới chính sách đối ngoại. Đây là cái sự thất bại của Joe Biden. Và may mắn chúng ta còn vài tháng thôi. Chứ mà tình trạng này kéo thêm vài năm nữa thì nước Mỹ banh xác luôn quý vị. Không những nước Mỹ banh xác và cả thế giới banh xác luôn. Và cuối cùng chính Nga và Trung Quốc sẽ là những quốc gia viết lại trật tự toàn cầu, nếu chính sách này tiếp tục đi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 1 của tôi trong ngày hôm nay. Việc mà gọi là tạo ra cái sức mạnh cho Iran có thể đe dọa tới những quốc gia khác thông qua các vệ tinh của họ là do chính sách của Joe Biden, và Joe Biden đã gián tiếp bơm tiền cho Iran để tạo nên cục diện phức tạp ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.